Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Đức và Italy phản đối Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga. Truyền thông Đức ngày 26 tháng 5 đưa tin, Thủ tướng Olaf Scholz khẳng định nước này phản đối việc Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Đức cung cấp. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Berlin, phát biểu tại một sự kiện kỷ niệm 75 năm ra đời luật cơ bản ở Đức, Thủ tướng Scholz cho biết hiện có những quy định rõ ràng về việc cung cấp vũ khí mà chúng tôi đã thực hiện giữa Berlin và Kiev, và những quy định đó vẫn có hiệu lực. Ông nhấn mạnh chính sách của Berlin nhằm ngăn chặn xung đột Nga-Ukraine leo thang. Cùng ngày 26 tháng 5, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã nhắc lại sự phản đối của Rome đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công vào lãnh thổ Nga. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Rome, phát biểu trên đài truyền hình Italy, Thủ tướng Meloni cho rằng cần phải hành động hết sức thận trọng. Ông nhấn mạnh, tôi đồng ý rằng NATO phải giữ vững lập trường không đưa ra tín hiệu rằng họ đang nhượng bộ. Các phát biểu của lãnh đạo Đức và Italy được đưa ra sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 24 tháng 5 kêu gọi các quốc gia đồng minh của Ukraine xem xét dỡ bỏ một số hạn chế áp đặt đối với việc sử dụng vũ khí cung cấp cho Ukraine. Theo đó, trong cuộc phỏng vấn đăng trên báo The Economist của Anh, ông Stoltenberg cho rằng các đồng minh của Ukraine nên cân nhắc việc cho phép nước này sử dụng vũ khí do NATO cung cấp để tấn công các mục tiêu ở Nga, thay vì chỉ hạn chế sử dụng trên lãnh thổ Ukraine. Liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, lãnh đạo một số nước thành viên Liên minh châu Âu-EU sẽ tới Praha, Cộng hòa Séc vào ngày 28 tháng 5, theo lời mời của Thủ tướng nước chủ nhà Petr Fiala để thảo luận về vấn đề viện trợ quân sự cho Ukraine và hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng. Dự kiến Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và Thủ tướng Latvia Evika Silina sẽ tham dự bữa tối làm việc tại Praha. Thông cáo báo chí của chính phủ Séc cho biết cuộc họp tập trung thảo luận về sáng kiến viện trợ đạn dược của Séc, phòng không của Ukraine và hợp tác công nghiệp quốc phòng ở châu Âu. Trong hai ngày 30 và 31 tháng 5, Ngoại trưởng các nước thành viên NATO cũng sẽ tham dự hội nghị không chính thức ở Praha với chủ đề chính là cuộc xung đột ở Ukraine. Hội nghị tại Praha là sự chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 tới tại thủ đô Washington, Mỹ. Truyền thông Đức tiết lộ điều kiện ba nước Baltic và Ba Lan triển khai quân tới Ukraine. Theo thông tin từ báo tin tức Der Spiegel, tuần báo uy tín với lượng phát hành lớn của Đức cho biết các nước Baltic và Ba Lan không loại trừ việc gửi quân tới Ukraine nếu Liên bang Nga thành công trên chiến trường. Theo Spiegel, bên lề hội nghị Lennart Meri về chính sách đối ngoại và an ninh diễn ra ở thủ đô Estonia trước đó, các nghị sĩ vùng Baltic đã cảnh báo đại diện chính phủ Đức về hậu quả của chính sách của Berlin đối với cuộc chiến Ukraine. Đức từ chối cung cấp vũ khí tầm xa cho quân đội Ukraine và không đồng ý để lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga. Spiegel viết, họ cho rằng nếu người Nga tạo được bước đột phá chiến lược ở miền đông Ukraine vì phương Tây chỉ giúp đỡ Kiev nửa vời thì tình hình có thể leo thang nghiêm trọng. Trong trường hợp đó, các chính trị gia vùng Baltic cảnh báo rằng các nước Baltic và Ba Lan sẽ không chờ Nga triển khai quân đội ở biên giới của họ mà sẽ tự mình gửi quân tới Ukraine. Và rõ ràng điều này có nghĩa là NATO sẽ trở thành một bên tham gia cuộc chiến. Như Spiegel giải thích thì đây chính xác là kịch bản mà Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Mỹ Joe Biden lo ngại. Nhưng theo tờ báo, hạn chế chiến tranh bằng cách kìm nén quá mức sẽ dẫn tới nguy cơ khiến chiến tranh vượt khỏi tầm kiểm soát. Trong một bài viết liên quan tới khả năng NATO triển khai quân tới Ukraine đăng trên website của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Khủng hoảng Al-Qassam của Thổ Nhĩ Kỳ, Tiến sĩ Sen Tamer cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người đầu tiên nêu ra phương án triển khai lực lượng NATO tới Ukraine để chống lại Nga, tuyên bố rằng không còn ranh giới đỏ, không còn biên giới liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Pháp đang thành lập một liên minh bao gồm các quốc gia có khả năng sẵn sàng gửi lực lượng phương Tây tới Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Franz-Stéphane Sejoni đã tới Litva để thảo luận về những vấn đề này. Tại Litva, ông Sejoni gặp những người đồng cấp vùng Baltic cũng như Ukraine và lên tiếng ủng hộ ý tưởng rằng các lực lượng nước ngoài có thể hỗ trợ Ukraine trong các lĩnh vực như gia phá bom mìn. Tại cuộc họp do Bộ trưởng Ngoại giao Litva Gabrielius Landsbergis chủ trì và có sự tham dự của người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba,
Ông Sejoni đã chỉ trích Nga gay gắt, nói rằng Nga không có quyền nói với chúng ta rằng chúng ta nên giúp đỡ Ukraine như thế nào trong những tháng hoặc năm tới. Công việc của Nga không phải là đứng ra tổ chức hoạt động cho chúng ta hay đặt ra các ranh giới đỏ. Vì vậy, chúng ta sẽ tự mình quyết định việc này. Hầu hết các nước châu Âu bao gồm Đức, Cộng hòa Séc và Ba Lan đều tuyên bố rằng họ không có kế hoạch gửi quân tới Ukraine, bất chấp sự nhất quyết của ông Macron rằng cần phải làm như vậy. Nhưng cũng có nước thay đổi. Ba Lan là nước ban đầu phản đối đề xuất của ông Macron, nhưng gần đây đã thay đổi lập trường. Trong khi đó, ba quốc gia vùng Baltic, những nước được cho là dễ bị Nga tấn công nhất nếu Moscow thành công trong cuộc chiến chống Ukraine, tỏ ra cởi mở hơn nhiều trước đề xuất của Tổng thống Pháp, nhất là Litva. Quân đội Nga sẵn sàng đối đầu với F-16 khi trang bị tên lửa tầm xa cho Su-30SM-2. Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ trang thông tin quốc phòng Ukraine ngày 24 tháng 5 cho biết, một đoạn video về máy bay chiến đấu Su-30 của lực lượng không quân Hải quân Nga được trang bị tên lửa tầm xa R-37M đang được chia sẻ trên mạng và thu hút sự chú ý của cả các chuyên gia quân sự phương Tây và Ukraine. Đoạn video ghi lại cảnh máy bay chiến đấu Su-30SM-2 cất cánh với 3 tên lửa tầm xa R-37M. Điều đáng chú ý là đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của máy bay chiến đấu thuộc phiên bản này với R-37M. Trước đây, chỉ có máy bay chiến đấu Su-35S và máy bay đánh chặn MiG-31BM là mang được loại tên lửa này. Hiện, Nga đang triển khai máy bay chiến đấu Su-30SM-2 tại căn cứ không quân Saki trên bán đảo Krum. Về mặt lý thuyết, việc Su-30SM-2 trang bị tên lửa tầm xa R-37M sẽ giúp Nga tăng khả năng bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow SQ-IG của Ukraine. Ngoài ra, không giống như máy bay đánh chặn MiG-31, máy bay chiến đấu Su-30 phổ biến hơn trong lực lượng không quân và hải quân Nga. Cùng với việc tích hợp tên lửa tầm xa, có thể mở rộng khả năng đánh chặn các mục tiêu trên không. Tên lửa R-37M có tầm bắn tối đa được công bố là 300 km và được tích hợp hệ thống điều khiển vô tuyến. Khi Su-30SM-2 sử dụng tên lửa tầm xa R-37M, nó không cần tiếp tục điều chỉnh bằng radar trên máy bay sau khi phóng. Những nhiệm vụ này có thể được thực hiện bởi máy bay trinh sát tầm xa hiện đại của quân đội Nga A-50U. Máy bay A-50U hiện đại hóa có khả năng trinh sát, phát hiện đa mục tiêu. Kể máy bay tàng hình là vũ khí bí mật của Nga trong hoạt động tình báo và tác chiến đường không. Như vậy, việc sử dụng loại tên lửa R-37M hiện không chỉ giới hạn ở tiêm kích đánh chặn MiG-31 mà được tích hợp trên tiêm kích Su-35S và Su-30SM-2. Vào đầu tháng 5 năm 2024, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tiếp nhận thêm một lô máy bay chiến đấu Su-35S mới. Các nhà quan sát nước ngoài lưu ý rằng việc Su-30SM-2 được tích hợp R-37M có thể là một minh chứng nhằm ứng phó với kịch bản Ukraine sắp tiếp nhận máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất. Theo đó, lực lượng không quân Nga đã sẵn sàng cho sự xuất hiện của máy bay NATO trên chiến trường Ukraine. Trong khi đó, theo hãng tin New Voice of Ukraine, ngày 24 tháng 5, nhóm phi công Ukraine đầu tiên đã hoàn thành khóa huấn luyện lái máy bay chiến đấu F-16 ở Mỹ. Người phát ngôn lực lượng phòng không vệ binh quốc gia Mỹ Erin Hannigan nói với tờ Politico rằng đây là cột mốc quan trọng hướng tới việc chứng kiến các máy bay chiến đấu hiện đại do Mỹ sản xuất bảo vệ bầu trời Ukraine. Các phi công trên được huấn luyện tại căn cứ phòng không quốc gia số 162 ở Tucson. Vì lý do bảo mật, người phát ngôn này không tiết lộ chính xác số lượng phi công đã hoàn thành khóa huấn luyện cũng như thời gian cụ thể. Ukraine chuẩn bị nhận hơn 60 máy bay chiến đấu F-16 từ Na Uy, Đan Mạch, Bỉ và Hà Lan. Hà Lan và Đan Mạch cam kết vào tháng 8 năm 2023 sẽ cùng cung cấp cho Ukraine 61 máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất. Na Uy cũng đã xác nhận ý định cung cấp F-16, Bỉ sẽ cung cấp cho Ukraine F-16 nhưng vào năm 2025. Hà Lan thông báo quyết định chuẩn bị chuyển 18 máy bay F-16 đầu tiên cho Ukraine vào tháng 12 năm ngoái. Sau đó, tăng con số này lên 24 máy bay. Tổng cộng, nước này đã cam kết chuyển giao 42 máy bay chiến đấu cho Kiev. Những máy bay F-16 đầu tiên sẽ đến Ukraine vào khoảng tháng 6 năm 2024. Theo các quan chức châu Âu, người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yuri Inat cho biết không thể tiết lộ ngày cụ thể mà Ukraine dự kiến nhận F-16 từ phương Tây. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.